Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện thuộc cẩm nhân gia của tác giả Trang Trang. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 246. Tiếng động lớn và ồn ào từ phía sau điện đường dần lùi xa. Gió đêm lạnh buốt thổi qua khiến đầu óc quý anh anh càng thêm tỉnh táo. Nàng ngẩng đầu lên, thấy Thịnh Phong trạch với đôi mắt sáng như những ngôi sao trên bầu trời đêm. Muốn hỏi ta tại sao làm như vậy sao? Thịnh Phong Trạch không ngừng bước, ôm nàng đi xuống bậc thang. Ta đột nhiên suy nghĩ rõ ràng, đỗ ngàn trở về với ý đồ dò xét ta. Nam Chiếu Bạch Vương Điện Hạ bảo vệ một nữ nhân, sẵn sàng chịu nhục. Trận thắng này trong quân sẽ bị chuyện này làm lu mờ. Đỗ ngàn thông minh, không chỉ nhắm vào ta, thay vì đề phòng hắn, tốt hơn là để hắn đạt được mục đích. Như vậy, ta mới biết bước tiếp theo của hắn. Quý anh anh im lặng, không đáp. Ra khỏi cung, thịnh phong trạch ôm nàng lên lưng ngựa, tò mò hỏi. Sao hôm nay nàng lại ngoan ngoan thế? Hắn đột nhiên nhớ ra điều gì, nâng mặt nàng lên, nhíu mày hỏi. Hắn đã làm gì nàng? Quý anh anh quay mặt đi, nói. Hắn bảo ta tìm cơ hội giết ngươi, ta đang suy nghĩ xem đầu phục ai sẽ có lợi hơn. Ha ha, thịnh phong trạch cười lớn, giật mạnh dây cương, ngựa chạy băng băng phía trước quý anh anh nhào vào ngực hắn ôm chặt vào ngã xuống ta không quan tâm đâu bắt nàng chủ động yêu thương nhung nhớ đừng mơ quý anh anh không muốn ôm hắn dùng tay chống yên ngựa quay mặt đi thịnh phong trạch thúc mạnh vào mông ngựa ngựa hí vang chạy nhanh hơn quý anh anh ngồi nghiêng trên ngựa lắc lư không yên đột nhiên tuột xuống thắt lưng thon gọn thịnh phong trạch khom lưng ôm eo nàng đưa nàng vào lòng cười khẽ nói chưa thấy ai ngu ngốc như ngươi, chưa kịp hành thích đá ngã gãy cổ, thà chết cũng không muốn giết ta. Quý anh anh giận dữ, quay đầu cắn mạnh vào cánh tay hắn. Thịnh phong trạch hốt một hơi lạnh, kéo chặt dây cương, ngựa dần dừng lại. Hắn không rút tay về, để nàng cắn hết sức, miệng còn chiêu. Muốn cắn chết ta, cách hành thích này mới lạ và độc đáo thật. Mùi máu tanh lan ra, quý anh anh cuối cùng buông miệng, nước mắt lặng lẽ chảy xuống muốn cắn thêm một cái không thịnh phong trạch đưa tay đến gần miệng nàng nước mắt rơi trên tay hắn nóng đến nỗi hắn rụt tay lại nàng khóc thầm co do khiến thịnh phong trạch biết rõ nàng đang khóc hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trên trời có sao băng mang theo ánh sáng chói mắt vụt qua gió thổi lất phất bên con đường cây mộc lan cao lớn những bông hoa hồng phấn tỏa hương thơm trong đêm quý anh anh cúi đầu cổ trắng mảnh như nhành hoa mềm mại. Thịnh Phong Trạch yếu lòng, bất giác nói. Xin lỗi. Nghe vậy, quý anh anh giật mình quay đầu lại. Cả hai nhìn nhau, rõ ràng thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Hắn là em của Nam Chiếu Quốc Chủ, là người chiến thắng kẻ địch ở Ích Châu. Nàng hận hắn vì không bảo vệ được mẹ và chị dâu nàng. Tại sao hắn phải xin lỗi nàng? Hắn đâu có nghĩa vụ bảo vệ gia đình nàng nước mắt quý anh anh như sao băng đâm vào tim hắn. Thịnh phong trạch giật dây cương, ngựa chạy nhanh. Đến chỗ đèn đuốc sáng trưng, hắn thô bạo đầy nàng xuống ngựa. Bình lính nhận ra thịnh phong trạch, vội vàng khom lưng hành lễ. Ngựa cảm nhận tâm trạng của chủ nhân, nôn nóng đạp chân. Quốc chủ lệnh cho nàng nhiễm tơ, đưa nàng vào phường nhuộm, không có lệnh của quốc chủ và lệnh bài của ta, không ai được thả nàng. Thịnh phong trạch lạnh lùng ra lệnh vâng hai tên lính tiến lên kéo quý anh anh dậy té ngã khiến chân bị đau vừa đứng lên mắt cá chân truyền đến cơn đau nhói nàng cố nén không kêu thành tiếng thịnh phong trạch đổi hướng ngựa lao vào màn đêm khi tiếng chân biến mất quý anh anh ngừng đầu lên khóc nói đừng kéo ta đau quá chân ta bị thương không nghe bạch vương nói sao quốc chủ lệnh cho ta nhiễm tơ đi tìm thầy thuốc đi dáng vẻ hung dữ của nàng không giống những người khác bị bắt làm nhiễm công. Bình lính không dám thô lỗ, gọi người nâng tấm ván đỡ quý anh anh ngồi lên, đưa nàng đến phường nhuộm. Vương tộc Nam Chiếu không ở trung tâm Thái Hòa Thành, cung điện của thịnh phong trạch ở phía bắc Thái Hòa Thành, trên đường Bạch Nhai. Tất cả nhà cửa đều xây bằng bạch thạch, tảng đá bóng loáng lộ ra những hoa văn tự nhiên rực rỡ, trắng như khói, đen như thủy mặc, biến ảo đa dạng. Hắn trở về cung, nằm trên giường phủ ra hổ, nhìn chằm chằm hoa văn trên sàn nhà xuất thần. A à Ninh mang xiêm y đến, đã quen với việc Thịnh Phong Trạch thích một mình xuất thần. Nàng thấp giọng thưa, "Chủ tử, để A Ninh thay quần áo cho ngài." Thịnh Phong Trạch đứng lên, mở hai tay, mắt vẫn nhìn sàn nhà. Hắn muốn xem rõ những hoa văn hồng nhạt trên sàn là hình chim hay bướm, mắt nhìn chăm chăm phát hiện những đường cong dịu dàng như dòng sông đang chảy. Thầy lễ phục lộ ra áo trong màu trắng, trên tay áo lụa trắng có một vết máu. "Chủ tử, ngài bị thương sao?" A à Ninh kinh hãi kêu lên, đứng ở cửa điện xích hổ như gió chạy vào. Thịnh Phong Trạch lấy lại tinh thần, nhìn qua, "Không có gì nghiêm trọng, chủ tử, có phải là bị đâm không?" Thịnh Phong Trạch võ nghệ cao cường, thường đi một mình mà không cần thị về ở đại đường thì an toàn nhưng về nam chiếu có nhiều người muốn hành thích hắn các lãnh chúa không phục nam chiếu cùng với thanh bình quan có chính kiến bất đồng xích hổ mặt âm trầm tay nắm chặt chuôi đao a ninh cẩn thận cuộn ống tay áo hắn lên trên cánh tay lộ ra hai hàng dấu răng rõ ràng dấu răng rõ ràng là bị nữ nhân cắn xích hổ và a ninh nhìn nhau ai đã cắn chủ tử có thân cận với nữ nhân nào a ninh đầu óc dối bời lắp bắp nói. Chủ tử, để nô tỳ rửa sạch và băng bó cho ngài. Chỉ là hai hàng dấu răng cần gì phải rửa sạch băng bó. Xích hổ nghe vậy chừng an ninh, định mắng nàng chuyện bé xé ra to. Thấy an ninh hoảng loạn, hắn nuốt lời lại. Thịnh phong trạch liếc nhìn. Mang vẹt lam đến. Cỏ xuyến ngâm lấy từ rổ, loại lam thượng đẳng, như lông vẹt xanh bóng loáng, được gọi là vẹt lam. Thường dùng để xăm hình trong các bộ lạc núi, chủ tử xin ngài thu hồi mệnh lệnh đã ban ra an à ninh lập tức quỳ xuống đất người khác xăm hình để biểu hiện uy vũ chủ tử mình lại xăm dấu răng xích hồ chán đầy mồ hôi hiếm khi suy nghĩ chủ tử để tiểu nhân đi giết kẻ to gan dám cắn ngài nói rồi ngón tay siết chặt đao tốt khỏi vỏ người đâu theo ta đi báo thù một đám thị vệ ồn ào tràn vào cung chủ tử xích hồ đại nhân ai đã thương chủ tử xích hổ thịnh phong trạch tức giận khiển trách phất tay áo rơi chủ tử bị thương ai làm thấy vết máu trên tay áo lụa trắng đám thị vệ như mèo bị đuôi dẫm phẫn nộ hẳn lên chương 247 tất cả lui ra đây chỉ là vết thương nhỏ nếu như đám thị vệ chỉ thấy bị người cắn một cái mặt mũi của hắn để đâu thịnh phong trạch cầm áo ngoài mặc vào nhìn an ninh một cái thản nhiên nói Xích hồ, ngươi theo ta. Chủ tử cuối cùng không nhắc đến vẹt lam. Xích hồ thở phào nhẹ nhõm, nghe thịnh phong trạch thay đổi cách xưng hô, vội vã theo sau. Bước vào nội điện, thịnh phong trạch hắng giọng nói. Chuyện này chỉ có ngươi và an ninh thấy. Xích hồ cười ngượng, gãi đầu. Chủ tử, vẹt lam không sao đâu, chỉ là một vết cắn. Hắc hắc, ngươi làm thống lĩnh thị vệ kiểu gì vậy? Ý của bổn vương là, theo dõi thanh bình phủ xem đỗ ngạn phản ứng thế nào ai lại đi để lại dấu răng trên người phụ nữ ngươi không thấy mất mặt sao đi lấy cao bạch ngọc đến thịnh phong trạch thẹn quá hóa giận mắng xích hổ liên tục chỉ có mình và an ninh nhìn thấy nếu như đỗ ngạn ở thanh bình quan biết rõ xích hổ vẻ mặt nghiêm túc cúi đầu hổ thẹn chủ tử khiển trách đúng xích hổ chờ một lúc không thấy thịnh phong trạch nói gì hắn ngẩng đầu lên định cáo lui lại thấy thịnh phong trạch ngồi thẫn thờ không hiểu được tâm tư chủ tử, xích hổ đành phải tiếp tục đứng chờ. Sau một lúc lâu, hắn nghe thịnh phong trạch khẽ nói. Người nhà của nàng đều chết hết, nàng hận ta cũng là phải. Chủ tử đang lầm bầm tự nói với mình sao? Đúng rồi, chủ tử gọi mình vào, chắc chắn là nói cho mình nghe. Chủ tử đã mở miệng, hắn không thể không trả lời. Nhưng trả lời thế nào đây? Rõ ràng người cắn tay chủ tử là quý anh anh chủ tử có tình cảm đặc biệt với nàng, buồn bực vì nàng sinh hận. Làm sao để an ủi hắn đây? Xích hổ lại gãi đầu, chợt lóe lên ý tưởng, hắn nhỏ giọng nói. Thuộc hạ đã điều tra rõ ràng, quý thị tự tay đâm quý diệu đình, uống thuốc độc tự sát. Chị dâu nàng sinh non, hài tử sinh ra cũng không sống được lâu. Thật ra người bị si cuồng đại quân giết chỉ có người hầu của nàng. Ngài đã ra lệnh nghiêm, cố gắng không giết dân chúng ngài theo lệnh quốc chủ dẫn binh xuất trinh, nàng chẳng qua là giận cá chém thớt mà thôi. Sao không thấy nàng đi cắn tất cả binh lính Nam Chiếu? Nếu muốn hận, cũng nên hận si cuồng đại quân. Ngươi nói nhảm gì vậy? Cái gì mà nàng đi cắn tất cả binh lính, nàng đâu phải chó điên. Giọng thịnh phong trạch dần dần yếu đi, hắn ngồi thẫn thờ, trong đầu không mừng vang lên lời của xích hổ, khiến hắn không thể suy nghĩ rõ ràng. Vì nàng tin tưởng mình, nên nàng nghĩ rằng hắn sẽ bảo vệ gia đình nàng. Vì vậy mà giận cá chém thớt, trong lòng nàng có để ý đến hắn không? Nhớ lại ánh mắt đẫm lệ và vẻ mặt kinh ngạc của quý anh anh, thịnh phong trạch cảm thấy không hiểu nổi, đêm nay hắn khỏi phải nghĩ đến chuyện ngủ yên. Lúc này, xích hồ tự cho là thông minh, lại lẩm bẩm một câu. Tiểu nhân nói là, nàng không có lý do gì để hận chủ tử. Chủ tử đã ba lần cứu nàng, còn từng ám chỉ nàng rời xa Ích Châu. Biết rõ nàng bị Thanh Bình Đại Nhân bắt đi, liền vội vàng từ cung tiến đến. Hắn vừa nói vừa thấy tịnh phong trạch như cơn gió lao ra ngoài. Xích hổ ngẩn người, lập tức đuổi theo. Khi thịnh phong trạch lên ngựa, quay đầu nhìn lại, xích hổ và hơn 10 thị vệ cũng đồng loạt lên ngựa. Trên mặt các thị vệ đầy vẻ. Hôm nay không bắt được thích khách thì không bỏ qua. Chấm. Chủ tử, đêm đã khuya, để đảm bảo an toàn, hãy để chúng ta đi theo ngài. Bị quý anh anh cắn một cái là chuyện nhỏ, gặp thích khách thực sự mới là phiền toái. Xích hồ cũng không tiện giải thích với thị vệ, quyết định một mực đi theo. Thịnh phong trạch không nói gì, dục ngựa chạy về phường nhuộm mới xây. Bắt hơn một vạn thợ thủ công, dựng lên các xưởng quanh Thái Hòa Thành. Quý anh anh vào phường nhuộm này không xa bạch nhai, từ gò núi cao có thể thấy rõ. Trên đường không một bóng người, ngựa chạy thoải mái chẳng mấy chốc đã đến cửa chính phường nhuộm được vây quanh bằng bó củi to thịnh phong trạch xuống ngựa đi thẳng vào đêm nay đưa nhiễm lương an trí ở đâu quan lại nhỏ của phường nhuộm đi vào cười nói dương quý thị bị đau chân vừa mới mời lang trung đến xem vương gia yên tâm nàng không bị thương tay vẫn có thể làm việc sáng mai ta sẽ cho nàng vào phường nhuộm thịnh phong trạch dừng bước xích hổ lớn tiếng trách mắng những thợ thủ công này đều là do binh sĩ trong quân liều mạng bắt về nếu bị thương thì cho nghỉ ngơi sành ăn cung cấp đầy đủ không được ngược đái họ nghe rõ chưa giả dạ, tiểu nhân sẽ chăm sóc kỹ lưỡng họ quan lại nhỏ bị quát chán đầy mồ hôi xích hồ nói cũng có lý bắt họ từ ngàn dặm xa xôi về không thể tùy tiện để họ chết quan lại nhỏ không khỏi thở dài những nô lệ này nếu không dùng roi thúc dục, ai chịu làm việc thôi được không để họ chết là được rồi vừa nói chuyện vừa đi tới khu vực phường nhuộm được xây dựng bên cạnh cho thợ thủ công dùng gậy trúc và vật liệu gỗ dựng lên mấy hàng liều tường được ngăn cách bằng hàng rào trúc Nàng ra nào thịnh phong trạch dừng bước trước nhà liều thấy quan lại nhỏ chỉ vào một gian phòng thịnh phong trạch ra lệnh các người ở lại đây hắn một mình bước vào nhà không có cửa chỉ treo màn cỏ những người bị bắt đều mới đến đây vài ngày chưa đủ thời gian để tâm trạng họ ổn định. Đã qua giờ tí, nghe tiếng động bên ngoài, trong phòng hầu hết mọi người hoảng sợ chạy ra. Thấy thịnh phong trạch mặc trang phục nam chiếu và thị vệ đứng cách đó không xa, mọi người im lặng đứng yên. Ánh mắt địch ý trong chốc lát làm thịnh phong trạch tỉnh táo. Hắn nhìn chằm chằm vào màn cỏ trước mặt, gọi to. Xích hổ. Xích hổ lo lắng những người bị bắt đột nhiên bạo động, dẫn thị vệ chạy tới tất cả trở về. Quan lại nhỏ thấy vậy, ngật đầu với binh sĩ canh giữ phường nhuộm. Một đám binh lính xông tới, đẩy thợ thủ công trở về phòng. Lúc này Thịnh Phong Trạch mới vén màn cỏ bước vào phòng. Quý anh anh nghe tiếng động sớm tỉnh dậy, ngồi trên giường trúc nhìn hắn. Nhìn quanh bốn bề hở tường, Thịnh Phong Trạch đột nhiên không biết nói gì. Bạch Vương Điện Hạ có việc gì? Quý anh anh lên tiếng trước. Thịnh Phong Trạch thuận miệng nói, Nghe nói ngươi đau chân, nhuộm tơ không cần dùng chân chứ?" Quay lại chỉ để nhắc nàng đừng mượn cớ đau chân mà lười biếng. Quý anh anh kiêu ngạo nói. Quan lại nhỏ ở đây đã nói cho ta biết, ta cần điều chế 100 cân thuốc nhuộm mới có cơm ăn. Ta sẽ không để mình bị đói." Hắn không muốn nói điều này, Thịnh Phong trạch tức giận nhìn qua ánh sáng rọi qua mái nhà, ánh đuốc từ những tấm trúc lấp ló. Lời của hắn cũng có thể lọt ra ngoài. Ai biết ngoài kia có lính của Đỗ Ngạn không? Vậy thì tốt, bản vương sẽ giao cho quan lại nhỏ đem tất cả thuốc nhuộm ngươi cần đến. Bản vương muốn thấy ngươi điều chế thuốc nhuộm nhuộm ra thục hồng tơ, giống như hoán hoa nhuộm hoa độc nhất vô nhị. Ta không biết rằng Nam Chiếu mùa đông cũng có thể nuôi tằm sinh tơ. Quý anh anh liếc mắt cười khẩy. Mùa đông chỉ có thể nhuộm vải. Thục hồng tơ cao cấp nhất không thể thiếu tằm tươi. Vương gia xuân tới hãy đến xem. Thịnh Phong Trạch nóng mặt, không cam lòng, đứng bật dậy. Ngươi dám cười nhạo bản vương. Hắn đến đây làm gì? Chẳng phải để thăm vết thương ở chân của nàng sao? Nàng không quên rằng chính hắn đẩy nàng xuống ngựa, đánh một cái tát để thừa một viên kẹo. Quý anh anh nhìn hắn như nhìn kẻ ngốc, quyết định nhắm mắt lại. Người ngoài phòng lắng tai nghe, đại đường tiểu thư này dám cười nhạo bạch vương điện hạ, không chết cũng bị lột da chứ. Thịnh phong trạch tức giận không hiểu, Đi qua đi lại vài bước trong phòng hẹp, quát to. Ngày mai không điều chế được 200 cân thuốc nhuộm thì không được ăn cơm. Quý anh anh không trả lời. Từ phủ đệ Thanh Bình Quan đến giả Yến Hoàng cung hôm nay, nàng đã kinh hãi quá nhiều, mệt mỏi vô cùng. Nhắm mắt lại nàng liền ngủ thiếp đi. Nàng liền ngủ mất, thịnh phong trạch im lặng. Hắn nhìn nàng vài lần, không tiện tiếp tục ở lại, tức giận vén màn cỏ bước ra ngoài quan lại nhỏ nịnh nọt tiễn hắn ra ngoài. Vương gia yên tâm, tiểu nhân sẽ giám sát nàng điều chế đủ 200 cân thuốc nhuộm mới cho nàng ăn cơm. Xích hồ đồng cảm vỗ vai quan lại nhỏ. Vất vả cho ngươi. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 248. Ánh sáng ban ngày xuyên qua mái nhà bằng bè tre, mang những tia sáng nhảy múa vào trong nhà. Toàn bộ khu phường nhuộm vang lên những tiếng động lớn ẩm ĩ, những âm thanh đó như thông báo rằng cuộc sống mới của người dân Nam Chiếu đã bắt đầu. Tấm rèm cỏ được vén lên, vài người phụ nữ mặc trang phục Nam Chiếu bước vào. Thấy quý anh anh đã mở mắt, người phụ nữ lớn tuổi dẫn đầu liền lên tiếng. Dương Quý Thị, ta họ chắc, phụ trách quản lý tất cả nữ tử trong phường nhuộm. Chủ quản đại nhân giao cho ngươi nhiệm vụ điều chế 200 cân thuốc nhuộm, tài liệu đều có ở phòng phối liệu. Đầu tiên hãy chữa lành chân của ngươi, người được phép sai bảo một bà vũ già. Người mới đến, có vấn đề gì cứ hỏi A Kim hoặc ta. Một người phụ nữ to con khoảng 40 tuổi, bưng một chậu gỗ đến trước giường trúc, khẽ nói. A Kim hầu hạ ngài rửa mặt. Quý anh anh gật đầu nhẹ. Chắc mama, ta sẽ chuẩn bị sẵn sàng và nhờ A Kim cõng ta đi phòng phối liệu. Không khóc lóc, điều này khiến chắc mama rất hài lòng. Chúng ta sẽ không khắt khe với người có tay nghề thủ công thường ngày sẽ có hai bữa ăn, khi nghe tiếng chuông thì tự động đi lấy thức ăn. Chủ quản đại nhân đã dặn dò ta, hôm nay ngươi phải điều chế xong 200 cân thuốc nhuộm mới được ăn cơm. Cảm ơn chác mama đã nhắc nhở. Quý anh anh nhìn chác mama rời đi, nhận khăn lau mặt từ A Kim, sau khi sửa sang xong liền để nàng cõng ra cửa. Mang theo ánh sáng mặt trời xuyên qua khu phường nhuộm bận rộn, quý anh anh tò mò quan sát. Qua lời kể của A Kim, nàng hiểu rằng nơi này chỉ là một trong những khu vực nhuộm của nhà xương. Có khoảng 5 đến 600 người làm việc ở đây. Hai ngày trước, mọi người đã được sắp xếp nơi ở và đăng ký danh sách. Vì mọi người có nghề nghiệp khác nhau nên được phân chia thành các nhóm chế liệu, phối liệu, in nhuộm, tẩy trắng và một số nhóm khác, phần lớn trở thành thợ thủ công. Những người không biết in nhuộm thì bị phân công làm những việc nặng như tẩy trắng hoặc làm các công việc lao động giản đơn. Phòng phối liệu được xây bằng đá và gỗ, rộng rãi và sạch sẽ. Bên trong được chia thành vài phòng rộng rãi. Khi quý anh anh bước vào, nàng ngửi thấy mùi thuốc nhuộm nồng nặc. A Kim đặt nàng ngồi xuống ghế, rồi đứng lặng lẽ ở bên cạnh. Bàn làm việc bằng gỗ mới, rộng rãi, được rửa sạch bằng nước mặn nên trắng mịn. Quý anh anh sờ mặt bàn gỗ trước mặt, nhìn thấy các phòng bên cạnh đã có người đang chế biến bụng nàng bắt đầu sôi lên vì đói tối hôm qua tại dạ yến trong hoàng cung nàng thậm chí không được uống một chén nước quý anh anh bảo a kim đi hỏi đại nhân ở phòng phối liệu xem ta cần chế biến loại thuốc nhuộm gì a kim khẽ gật đầu đi vào căn phòng ngăn cách ở cuối chẳng mấy chốc a kim vội vã chạy về sợ hãi nói với quý anh anh đại nhân nói là màu xanh và màu vàng không phải xanh không phải vàng màu của cỏ cây đau khổ trong lòng, nô tỳ không hiểu. Quý anh anh cười nhẹ, nghĩ rằng thịnh phong trạch đang muốn làm khó nàng. Nàng bảo A Kim, lấy 100 cân lam tiện nhân, 20 cân hòe mét, 30 cân lô lá, 50 cân đàng hoàng. Sau đó tìm thêm vài người lao động để làm việc nặng. Chẳng mấy chốc, tài liệu đã được đưa tới, nhưng những người lao động vẫn chưa đến. A Kim lại phải chạy thêm chuyến nữa, trở về với vẻ khó xử, nói với quý anh anh đại nhân nói xin mời ngài tự tay làm vậy ta còn cần cánh tay của mình không quý anh anh chậm rãi nói làm phiền ngươi chạy thêm chuyến nữa nói với đại nhân đây là phòng phối liệu không phải phòng chế liệu vâng a à, kim cũng là người mới nên lại chạy thêm chuyến nữa từ trong phòng bước ra ba bốn người đàn ông người dẫn đầu hơn năm mươi tuổi mặt đầy tức giận tiến đến trước mặt quý anh anh lời ta nói ngươi không hiểu sao chỉ là một nô lệ mà còn dám đòi hỏi công nhân làm việc nặng. Đầu tiên, nấu hòe mét trong nồi một phút, thêm lô lá, nấu nửa canh giờ, khuấy đều thành bùn, lọc hết tạp chất. Nấu đàng hoàng với nước, lọc tạp chất, mỗi vài lam thỏi cần 20 cân, thêm 7 phần nước. Trước tiên, thêm nước hòe mét và lô lá, khuấy một phút, thêm nước đàng hoàng, khuấy đều. Cuối cùng, có thể được 5 vại thuốc nhuộm. Đây là cách để có 200 cân thuốc nhuộm. Quý anh anh vừa nói vừa viết lên bàn rồi ngừng đầu lên. Đại nhân tìm công nhân lao động làm việc này đi. Hôm nay ta đã làm xong phần việc của mình. Làm can. Đại nhân quản lý phòng phối liệu tức giận thổi bùng tròm dâu, chỉ vào quý anh anh. Rốt cuộc là ngươi làm việc hay ta làm việc? Ta chỉ lo phần phối liệu, chưa ai bảo ta tự mình làm thuốc nhuộm. Đây là phòng chế liệu hay phòng phối liệu? Chẳng lẽ ta đi nhầm chỗ? Hắn nghẹn lời không nói nên lời, vốn định định nọt Bạch Vương để làm khó quý anh anh, nhưng bị nàng hỏi đến á khẩu, liền tức giận. Không nghe phân phó, kéo ra ngoài đánh năm roi. Nếu không phải có lệnh nghiêm không được làm tổn thương người, hắn đã không chỉ thưởng cho nữ nhân này năm roi vì tội chống đối. A Kim bất ngờ quỳ xuống. Đại nhân, chắc ma ma đã lệnh cho nô tỳ chăm sóc vết thương ở chân của chủ tử, ngài không thể đánh nương tử. Chắc ma ma chỉ là quản lý nữ nhân trong phường nhuộm, không quản được mọi việc ở đây đại nhân phòng phối liệu không thèm để ý lời a kim lớn tiếng ra lệnh lôi ra ngoài chuyện gì đây một nhóm người đến cửa phòng phối liệu vừa hay nhìn thấy cuộc tranh cãi này đây là tân phó sứ đại nhân của cục dệt đến quý anh anh nhìn sang mặt nàng căng thẳng đứng dậy anh anh triệu tu duyên bỏ mặc những người đang đi cùng bước nhanh tới hắn đã thay trang phục quan chức nam chiếu trông rất rạng rỡ đi đến trước mặt quý anh anh hắn hưng phấn xoa tay sáng sớm ta nghe nói bạch vương đưa ngươi đến phường nhuộm này liền chạy đến họ không làm khó ngươi chứ đại nhân xin thứ cho thiếp chân vẫn chưa lành liệu ngài có thể đem những tài liệu này đến phòng chế liệu không thiếp sẽ tự tay làm theo phân phó của ngài a kim cóng ta đến phòng chế liệu quý anh anh làm như không thấy triệu tu duyên nói với đại nhân phòng phối liệu với nụ cười nịnh nọt chân của ngươi vẫn chưa lành sao? Sao lại có thể bắt ngươi làm việc này? Triệu tu duyên lo lắng hỏi, rồi quay sang khiển trách đại nhân kia. Phối liệu và chế liệu có giống nhau không? Ngươi biết nàng mất bao lâu để làm ra bao nhiêu thuốc nhuộm không? Đại nhân quản phòng phối liệu bị chặn họng không nói nên lời, nhưng không hài lòng khi một người thường bày quan uy trước mặt mình, nên đáp lại. Nàng không tự làm, không ra được màu mà quan muốn, thì trách ai? Ta hỏi ngươi, người có biết quan muốn màu gì không quan muốn có màu xanh và màu vàng không phải xanh không phải vàng màu của cỏ cây đau khổ trong lòng triệu tu duyên đã từng dùng thuốc màu nhưng không biết cách làm cũng có chốt bối rối rốt cuộc muốn loại thuốc nhuộm gì mà không thể nói rõ cái gì mà không phải xanh không phải vàng quý anh anh lại ngắt lời hắn có màu xanh và màu vàng dùng lam thỏi và thuốc nhuộm vàng không phải xanh không phải vàng là màu lục Màu của cỏ cây đau khổ trong lòng là màu khổ, xanh và vàng hợp thành màu lục, màu xanh đậm pha vàng sẽ thành màu khổ lục, đúng không, đại nhân? Đại nhân quản phòng phối liệu sững sờ, hư một tiếng rồi nói. Ngươi đoán chúng, anh anh, ngươi thật giỏi, ta biết không có màu nào làm khó được ngươi. Triệu tu duyên tỉnh ngộ, cười khen ngợi nàng. Nếu đại nhân cần ta chế tác, ta sẽ đi ngay. Nếu đại nhân hài lòng, xin hãy làm theo cách này quý anh anh bình thản nói lão giả lại hư một tiếng gọi người đến làm theo cách điều chế viết trên bàn quý anh anh gọi a kim hôm nay ta đã làm xong cóng ta về rồi đi lấy cơm canh ngươi còn chưa ăn cơm sao ngươi còn bị thương triệu tu duyên kích động đưa tay định kéo nàng một khối lam thỏi ném về phía mặt hắn triệu tu duyên vô thức tránh ra khối lam thỏi lướt qua mặt hắn để lại một vết xước triệu tu duyên Quý anh anh đột nhiên hét lên, tức giận nhìn hắn. Ngươi như con ruồi, ngươi hiểu chưa? Ngươi lượn lờ trước mặt ta làm ta chán ghét, ngươi hiểu không? Là ta đã bảo vệ tính mạng của ngươi, ta liều chết đứng ra ở cung vàng điện ngọc để cầu xin quốc chủ. Trong cả điện, ngoài ta ra, còn ai dám đứng ra vì ngươi? Anh anh, ngươi còn chưa hiểu lòng ta sao? Ngươi không cảm động chút nào sao? Triệu tu duyên sát qua mặt, nhìn dấu vết màu lam trên lòng bàn tay, tìm đập nhanh. May mắn chỉ là khối lam thỏi, không phải một cây đao. Hờ ừ. Quý anh anh thực sự khinh thường hắn, nàng nheo mắt lại nói từng chữ một. Ta tận mắt thấy ngươi như con chó, dẫn si cuồng xông vào nhà ta. Ngươi hại chết mẹ ta, anh ta, chị dâu ta và quý mama. Chị dâu ta sinh non, đứa cháu nhỏ chưa sống qua một ngày. Ngươi còn mặt mũi nhắc đến tên ta, còn dám nói ta phải nhớ ơn ngươi cứu mạng. Ta chỉ hận không thể giết ngươi ngay bây giờ chương 249 Triệu tu duyên tức giận ôm chặt cổ họng của nàng, nhờ mắt nói. Người trong tay ta chỉ nhỏ bé như con kiến. Quý anh anh, ta đã liều mạng cầu xin quốc chủ trong cung điện xa hoa để thanh bình quan tha mạng cho ngươi. Ngươi thật vong ân bội nghĩa. Quý anh anh lạnh lùng cười. Ngươi cầu xin trong cung điện xa hoa là vì ta sao? Triệu tu duyên, ngươi chỉ lợi dụng ta để được quốc chủ tán thưởng trước kia ngươi dùng tài nghệ của ta để thắng anh họ ngươi được tổ phụ ngươi khen ngợi bây giờ ngươi dùng mạng của ta để lên trước phó làm của cục dệt máy nam chiếu ngươi nghĩ có thể lừa được ai trong ánh mắt đen của nàng phản chiếu khuôn mặt hắn vặn vẹo và thay đổi trước kia nàng luôn vây quanh hắn chỉ cần hắn cười một cái nàng đã vui vẻ khi hắn nhíu mày nàng lo lắng như bị dẫm vào đuôi tìm đủ mọi cách để làm hắn yên lòng Quý anh anh không thèm để ý đến hắn, làm triệu tu duyên khó chịu, hắn tức giận nói. Trước kia ngươi leo lên cây cao của dương gia, bỏ mặc ta, ta nên hiểu rằng ngươi là loại phụ nữ cháo trở, lẳng lơ. Cháo trở, lẳng lơ, quý anh anh cúi đầu cười. Nếu là với ngươi thì ta rất thích đánh giá đó, ta chỉ hận không sớm quyến rũ tam lang khi lần đầu gặp hắn. Thật là lãng phí thời gian ở bên ngươi. Khi triệu tu duyên khó chịu nhất, vì triệu gia đồng ý cưới nghiêu ngũ nương nàng đã rơi vào vòng tay của dương tĩnh nguyên triệu tu duyên đầu nổ tung tát mạnh vào mặt quý anh anh ngươi dám chống đối ta người đâu kéo nàng ra ngoài đánh ba mươi roi không ai đáp lại hắn triệu tu duyên quay đầu lại nhìn thấy một loạt ánh mắt lời của quý anh anh như một chiếc móc khơi dậy nỗi đau khổ nhớ nhà của tất cả những người trong phòng phối liệu thời gian yên bình chỉ hai ba ngày không đủ để họ hoàn toàn yên tâm định cư. Những ánh mắt phẫn nộ và khinh bỉ hướng về phía triệu tu duyên. Những người xung quanh nam chiếu nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ. Hắn như đang đùa dẫn mọi người, dù đã là phó sứ của cục dệt máy, cấp trên của họ, nhưng tại sao không ai nghe lệnh hắn kéo quý anh anh ra đánh? Tại sao không ai sợ bị trách mắng mà lại dừng tay nhìn hắn? Mặt trời nam chiếu quá sáng, quá gay gắt trên người triệu tu duyên bộ quan phục bằng vải đan kỹ càng nặng nề và kín kẽ khiến hắn mồ hôi thấm ra áo lót triệu tu duyên tức giận hét lên đều nhìn cái gì không nghe thấy lời ta nói sao hãy làm việc ngay kéo nữ nhân này ra ngoài đánh những người đi theo triệu tu duyên nhìn nhau khi tiến về phía quý anh anh ánh mắt họ đầy sự hưng phấn như chờ xem một vở kịch hay không cần kéo ta tự đi quý anh anh liếm máu trên khóe miệng chống bàn đứng dậy A à Kim vội vàng đỡ nàng, nàng bước chậm ra ngoài, khi đi qua triệu tu duyên, nàng cười nhẹ nói. Ngươi nghĩ rằng trở thành quan thì có thể thẳng thắn làm người sao? Quả đã không bao giờ biến thành phượng hoàng, người nhà của ngươi khinh miệt ngươi, người nam chiếu xem ngươi như chó mà thôi. Hãy nhìn kỹ, ngươi thực sự là phó sứ đại nhân cao quý trong lòng họ sao? Nhìn ánh mắt căm phẫn của triệu tu duyên, quý anh anh cười ha ha. Ta chờ xem kết cục của ngươi. Tất cả các ngươi làm việc ngay, ai dám nhìn lại ta, ta sẽ móc mắt hắn." Triệu Tu duyên giận dữ hét vào phòng phối liệu. Ông lão quản lý phòng phối liệu mềm giọng hô, "Làm việc ngay, quốc chủ có lệnh, chiếu cố mọi người từ xa đến, trong năm ngày sẽ có thịt ăn. An tâm ở lại Nam chiếu, những người có công ở phường nhuộm sẽ được tự do và được cấp trăm mẫu ruộng." Thì ra không phải làm việc suốt đời trong phường nhuộm sự mê hoặc của tự do và trăm mẫu ruộng khiến họ cúi đầu tiếp tục làm việc triệu đại nhân họ đều đã làm việc cảm giác như một cú đấm vào bông triệu tu duyên thấy thuộc hạ thân thiết chào hỏi hừ một tiếng rồi phất tay áo ra ngoài ta muốn đích thân giám sát hình phạt quý anh anh là miệng cọp gan thỏ chỉ là con cọp giấy chắc chắn nàng sẽ khóc thét khi rút hai roi hắn không tin ba mươi roi sẽ không làm nàng cầu xin khoan dung trên đất trống những binh lính chạy đến cùng với nữ tử bị trói trên cột thu hút sự chú ý của mọi người những người làm việc hoặc nhiều hoặc ít đều nhìn quý anh anh với ánh mắt an ủi và đồng cảm sau vài ngày vào phường nhuộm các quan viên lớn nhỏ đã dặn dò trên đất trống dựng lên cây cột để cảnh cáo họ quốc chủ yêu đãi họ nhưng ai vi phạm quy định của phường sẽ bị trói và ăn roi mấy ngày nay đây là người đầu tiên bị phạt roi lại còn là một tiểu nương tử. Dù sao cũng là đại sứ do quốc chủ phong, quan lại nhỏ của phường nhuộm dặn bảo người đưa ghế cho triệu tu duyên. Hắn nhận ra quý anh anh, có chút kinh ngạc, dương quý thị hôm qua đắc tội bạch vương điện hạ, hôm nay phó sứ đại nhân tức giận muốn đánh nàng roi. Nàng không muốn sống nữa sao? Triệu tu duyên ngồi trên ghế, lòng dạ cuối cùng bình tĩnh. Quan với dân thường không giống nhau, hắn nhìn xung quanh và nói gọi bọn họ dừng lại đến xem hình phạt hãy nhớ lấy bài học này cũng phải quốc chủ và bạch vương đều đối xử tử tế với những người này thật khó khăn mới có cơ hội phạt roi một người vừa vặn làm gương cho những người khác giám sát và binh lính đuổi đến vây quanh khu vực làm việc đại nhân có thể bắt đầu chưa quan lại nhỏ cười hỏi triệu tu duyên không đáp kiêu ngạo hỏi quý anh anh nếu người có ý hối cải ta có thể xem xét nhẹ tội lần này." Quý anh anh phì cười, "Ngươi đang đọc kịch bản sao?" Trong đám người có người nhận ra Triệu Tu Duyên thì thầm, "Hắn trước kia chỉ là nhị lang quân của Triệu gia, giờ lại ra vẻ quyền uy." Triệu Tu Duyên cố nén giận, không đứng dậy quát hỏi là ai, cắn răng nói, "Đánh." Hắn không tin Quý anh anh có thể chịu đựng được. "Chậm đã, chắc ma dẫn theo vài hạ nhân đến." bà hành lễ với quan lại nhỏ, không nhìn Triệu Tu Duyên, nói. Đại nhân, lão thân quản lý nữ tử trong phường nhuộm. Vì sao phải đánh roi nàng? Sao lão thân không biết chuyện này? Chác ma ma, nghe nói Dương Quý Thị chống đối phó sứ mới của cục dệt máy, Triệu Đại Nhân. Triệu Đại Nhân ra lệnh. Quan lại nhỏ hòa nhã nói. Chỉ là một bà quản lý nữ tử trong phường nhuộm, ngay cả quan lại nhỏ cũng không phản đối. Nàng dựa vào cái gì mà ngăn cản? Triệu Tu Duyên nghiêm mặt nói. Nàng dám chống đối ta, ta cho nàng một bài học. Chác ma khẽ cúi mình trước Triệu Tu Duyên, nói. Phó sứ đại nhân, quốc chủ và Bạch Vương Điện Hạ có lệnh, những người mới đến có lời oán hận cũng là hợp lý. Nếu Dương Quý Thị chống đối đại nhân, cho nàng xin lỗi là được. Đánh 30 roi, không chết thì cũng còn nửa cái mạng. Còn phải mất công mời thầy thuốc trị thương, không có lý do chỉ hoãn công việc của nàng được không bù mất ta là phó sứ của cục dệt máy phụ tá chính sứ đại nhân quản lý tất cả công nhân hôm nay ta muốn giết gà dọa khỉ cho họ biết rõ kết cục khi không phục tùng triệu tu duyên bị một bà lão phản đối bằng lời mềm mỏng tức giận không chịu nổi đứng dậy cầm lấy roi từ tay binh lính nhìn quý anh anh nói ta tự mình thi hành hình phạt không đợi chắc mama khuyên thêm hắn giơ roi lên roi giải cuốn theo tiếng gió hướng về quý anh anh Quý anh anh nhắm mắt lại, trong tay nàng nghe tiếng kinh hô, không có cơn đau dự kiến, nàng ngạc nhiên mở mắt. Một người đàn ông cao bảy thước chắn trước mặt nàng, một tay nắm lấy roi. Triệu tu duyên trợn tròn mắt, khuôn mặt thanh tú vặn vẹo thành vẻ quái gì. Vừa kinh ngạc, vừa giận dữ, lại sợ hãi. Đám người tách ra, thịnh phong trạch bước vào, quý anh anh quay mặt đi. Tham kiến Bạch Vương Điện Hà Người nam chiếu đồng loạt khom lưng hành lễ. Vương xa. Triệu tu duyên buông tay khỏi roi dài, gọi thịnh phong trạch. Không đợi hắn nói tiếp, thịnh phong trạch đá một cú vào người hắn. Không nói một lời, thịnh phong trạch đưa tay nhận đao từ xích hổ, bước đến trụ bên cạnh và chém đứt sợi dây thừng. Cảm ơn. Quý anh anh không nhìn hắn, nghĩ thầm, ta không phải cảm ơn ngươi vì không để ta bị đánh, mà cảm ơn ngươi vì đã đạp bay triệu tu duyên thân thể đột nhiên bay lên, nàng kinh hãi ôm chặt cổ hắn theo bản năng. Bốn mắt nhìn nhau, trong đôi mắt đen của thịnh phong trạch, nàng thấy bóng dáng của chính mình. Thịnh phong trạch ngẩng đầu, ôm nàng đi ra ngoài. Xích hồ cất đao vào vỏ, bước đến bên cạnh triệu tu duyên, kéo hắn lên và thì thầm vào tai. Không phải ai ngươi cũng có thể động vào, hiểu chứ? Hắn vỗ vỗ bụi đất trên người triệu tu duyên, chỉnh lại tà áo cho hắn rồi cười nghênh ngang rời đi. Triệu Tu Duyên ôm ngực, run giọng lầm bầm. Quý anh anh, người bỏ dương tĩnh uyên để theo bạch vương của Nam Chiếu, người thật giỏi. chương 250 Giữa sườn núi xuất hiện một kiến trúc đá màu trắng, trời xanh mây trắng, cây xanh thoát, ẩn thoát hiện, cực kỳ xinh đẹp. Trên cổng lớn cao mất là kiểu xây dựng theo hình dáng tháp, ở giữa có chữ Bạch Nhai Cung Viết bằng kim phấn, so với những ngôi nhà đá thấp bé ở chân núi và dọc đường nơi này như một viên ngọc bích rơi giữa đất bùn ngựa dừng lại trước cổng cung thịnh phong trạch xuống ngựa đưa tay ôm lấy quý anh anh từ xa xa tiếng hô bạch vương hồi cung vang lên ung dung hai hàng vệ sĩ mặc áo giáp đứng nghiêm bên cổng chính của cung điện ánh mắt không rời khỏi vị trí một đoàn người ra nghênh đón khom người đứng chờ hàng trăm cặp mắt đổ dồn về phía nàng khi bị hắn ôm đi khiến quý anh anh cảm thấy không tự nhiên người nghèo đến mức không có cả kiệu để ngồi sao thịnh phong trạch nhìn nàng một cái rồi ra lệnh cho quản gia đi lấy kiệu có kiệu là tốt rồi dù sao nàng không nên bị hắn ôm vào đi quý anh anh ngồi nghiêng trên ngựa không nói gì một lát sau mặt đất vang lên tiếng động mạnh từ phía cổng thiên môn một con voi lớn màu xám cho bước ra trên người nó khoác nệm gấm hoa lệ, trên lưng đặt một cái yên vàng. Chưa từng gặp con voi bao giờ, quý anh anh há hốc miệng. Như gặp được chủ nhân, con voi có chút hưng phấn, bước nhanh hơn, đồng đồng bước đến. Cái vòi giải hướng về phía thịnh phong trạch đang đứng dưới ngựa. Mắt nó như chuông đồng, răng dài gần bằng nửa người nàng. Quý anh anh hoảng sợ, nắm chặt hàm thiếc và dây cương. Thịnh phong trạch vỗ nhẹ lên vòi, ngừng đầu hỏi nàng kiệu này nàng có hài lòng không? quý anh anh thấy nàng không trả lời thịnh phong trạch nhướng mày có lẽ nàng bây giờ đổi ý quý anh anh dù chết cũng không rút lại lời của mình nhường hắn ôm nàng vào nàng cố tỏ ra tỉnh táo ngạo mạn nói không sai kiệu này rất đặc biệt thịnh phong trạch giật giật khóe miệng vỗ nhẹ lên vòi rồi chỉ quý anh anh làm cho nàng ngồi lên còn vòi rất nghe lời nâng vòi lên đưa tới trước mặt quý anh anh như muốn ngửi mùi của nàng vòi không ngừng chạm vào nàng hắn đứng dưới ngựa khoanh tay nhìn nàng trong mắt lóe lên một ánh sáng độc ác đúng chính là ánh sáng độc ác quý anh anh nhìn chằm chằm vào hai cái lỗ mũi đen sẫm mồ hôi lạnh toát ra từ lớp áo lót nàng quyết không để thịnh phong trạch thấy nàng sợ quý anh anh cắn chặt răng chịu đựng vòi voi chạm vào eo thon của nàng đột nhiên bị căng vòi voi cuốn nàng lên khỏi ngựa. à, quý anh anh hoảng sợ kêu lên. tiếng kêu chưa dứt, con voi đã thả vòi, đặt nàng ngồi trên lưng. từ trên cao nhìn xuống, quý anh anh thấy mọi người trước cửa cung cúi đầu cười trộm. con voi bước một bước về phía trước, quý anh anh vội nắm chặt tay vịn. vòi voi hạ xuống, thịnh phong trạch yêu nhã bước lên vòi, ngồi bên cạnh nàng. quý anh anh tức giận quay mặt chừng hắn thịnh phong trạch lạnh nhạt hỏi nàng rốt cuộc muốn thế nào nàng rốt cuộc muốn thế nào đây chẳng phải là vừa ăn cướp vừa la làng sao rõ ràng hắn đang trêu chọc nàng muốn thấy nàng làm trò cười quý anh anh cắn răng nói đa tả bạch vương điện hà thịnh phong trạch cười vỗ nhẹ tay vịn khởi kiểu vòi voi bắt đầu bước vào cung điện đến ngoài điện con voi từ từ quỳ xuống một cái thang sơn đỏ chạm trổ được đặt lên kiệu ngoài thịnh phong trạch phất tay cây thang nhanh chóng bị lấy đi hắn nhìn quý anh anh ý tứ rõ ràng nàng muốn ta ôm nàng xuống hay để con voi dùng vòi cuốn nàng xuống đất quý anh anh cắn môi không nói gì thịnh phong trạch nhếch môi cười ôm lấy nàng nhảy xuống bước lên bậc thang cao ta có thể đi mà quý anh anh nói đầy oán hận nếu ở cửa cung nàng nói có thể đi bản vương cũng không cần gọi nô bộc và kiệu đến ta nói là hiện tại đến rồi. quý anh anh ngậm miệng, thịnh phong trạch đặt nàng lên giường trong điện. a ninh bưng mâm gỗ sơn đỏ hầu bên cạnh. a ninh nhìn quý anh anh một cái, thõng mi mắt. chủ tử nô tỳ đến đây. tiếp tục. a ninh đôi môi mấp máy, muốn mở miệng nhưng xích hổ giữ lại cánh tay nàng. mọi người trong điện lui ra ngoài. quý anh anh nhìn thịnh phong trạch lấy ra một cái bình từ mâm gỗ, hương rượu thuốc thoang thoảng. không phải là quá nghiêm trọng ta tự mình làm được. Cảm ơn. Quý anh anh hiểu hắn muốn làm gì, vội nói. Thịnh Phong Trạch nhìn nàng, không nói gì. Quý anh anh chấp nhận số phận, đưa chân bị thương ra. Ánh mắt rời về cung điện, đá màu trắng có hoa văn, cửa hàng sáng lạn, gấm vóc hoa lệ, tan chảy cái lạnh của đá. Những gấm vóc này ánh lên màu sắc kỳ lạ, không giống gấm tứ xuyên, mang đậm phong cách nam chiếu. Hí! rượu thuốc xoa lên vết thương đau đớn cắt đứt suy nghĩ của nàng mắt cá chân bị giữ chặt trong tay hắn thịnh phong trạch cúi đầu chuyên chú xoa nắn mặt quý anh anh bỗng đỏ bừng nàng nắm chặt dưới giường trên nệm gấm không dám nhìn nữa đầu nàng đầy ắp hình ảnh đôi chân tinh tế hắn không nhìn nàng bình tĩnh nói rượu thuốc đặc biệt của nam chiếu rất hữu hiệu ngày mai sẽ có thể đi lại thịnh phong trạch đặt bình rượu thuốc bên cạnh rửa tay trong chậu nước rồi cầm khăn vải lau khô. Vừa buông tay, quý anh anh liền rút chân vào trong quần. Thương thế tốt lên, ta sẽ cho nàng về lại phường nhuộm. Thịnh Phong Trạch liếc nhìn, thấy màu sắc rực rỡ của váy che chặt đôi chân nàng. Tâm trí như bị phủ kín một lớp vải, khiến hắn vô thức giải thích. Nam Chiếu cần nhân tài in nhuộm, bản vương vất vả xuất trinh, không muốn tâm huyết bị triệu tu duyên lãng phí. Nhưng nếu người nhất quyết không muốn cống hiến cho Nam Chiếu, bản vương cũng sẽ không che chở ngươi cuối cùng có cơ hội ở riêng với nàng nhưng lại không nói được lời nào thịnh phong trạch gọi lớn a ninh chủ tử hãy hầu hạ nàng thật tốt thịnh phong trạch như trốn chạy rời đi quý anh anh thở phào nhẹ nhõm dựa vào da hồ mềm mại nhắm mắt lại cảm giác có người đang nhìn mình nàng mở mắt ra thấy a ninh là ngươi à không cần hầu hạ ta Bạch Vương nói rượu thuốc rất hiệu quả. Ngày mai ta sẽ có thể đi lại. Ngày mai ta sẽ trở về phường nhuốm. Ngươi muốn rời Nam Chiếu trở về Đại Đường sao? A à Ninh đột nhiên hỏi nhỏ. Ngươi nói gì? Quý Anh Anh từ trên giường bật dậy, đôi mắt to của A à Ninh đầy nước mắt. Ta giúp ngươi rời khỏi Nam Chiếu. Như vậy ngươi sẽ không bao giờ ở bên cạnh chủ tử nữa. Nếu không sợ chủ tử chán ghét và bỏ rơi mình, nàng nhất định sẽ giết Quý Anh Anh vì sao thanh bình quan lớn không giết quý anh anh nếu hắn không chịu giết nàng thì nàng phải tìm cách khác quý anh anh nắm tay nàng kích động nói ngươi nguyện ý giúp ta an ninh đẩy tay nàng ra chán ghét nói ta hận ngươi không chết đi không sao chỉ cần ngươi chịu giúp ta là tốt rồi quý anh anh không quan tâm an ninh có hận mình hay không chỉ cần nàng chịu giúp là tốt rồi ngươi hãy ở lại phường nhuộm một tháng sau đó quốc chủ sẽ ban thưởng thân cho các đường nhân. Khi đó, việc canh gác sẽ lỏng lẻo hơn. Ta sẽ tìm cơ hội nói cho người biết. Nam Chiếu để nhóm đường nhân an tâm ở lại, đã chọn sách lược hòa thân. Đến lúc đó, họ sẽ không bị nhốt hết trong xương. Chỉ cần có thể tự do đi lại, nhất định sẽ có cơ hội rời đi. Dù không dựa vào an ninh, nàng cũng có thể tự tìm cơ hội. Quý anh anh gật đầu. Được. Phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn